hàng Audio Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và ở xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên là hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô sản phẩm Loxy, hàng thương hiệu DBX bãi xịn. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái hình thức bên ngoài và cho các bác xem linh kiện bên trong của nó thế nào là cái hàng bãi xịn. Thì hôm nay em sẽ chính thức này em sẽ cho các bác xem về cái linh kiện. Thì chính vì là tất cả các linh kiện của nó đẹp hay không hay như thế nào này, nó làm nên cái tên tuổi thương hiệu của dòng Loxy, thương hiệu DBX. Thì đây sau đây em sẽ tháo luôn, đây em tháo sẵn rồi nhé, tháo sẵn rồi để cho các bác xem về cái linh kiện này bên trong nó có đúng như là chất lượng và thương hiệu của DBX hay không. Có cũng dòng DBX này rất là nhiều các bác bán. Đấy, các bác phải lưu ý nhá, rất nhiều các bác ở trên thị trường bán. Và bán thì thật sự các bác là những dòng hàng mới này, nó hầu là toàn là cái dòng vỉ neo phèo ấy, nỉ vỉ đấy không chơi làm gì cả. Thật sự các bác là những cái dòng này, vỉ nó có chất lượng hay không, linh kiện nó có cao cấp hay không, thì các bác cứ nhìn về thực tế ở bên trong ruột gan của nó ạ. Chứ còn nắm các bác thì bán thì không mở, không tháo linh kiện nè, quay kiểu tù mù ấy, thì thật sự các bác là tốt hết nè, không nên mua làm gì cả. Nên là riêng ở bên em bán thì đặc biệt ở bên em bán là để báo cáo cho các bác biết là em bán hàng mở đấy, và em quay như thế nào thì em bán đúng như vậy đấy. Ví dụ như là em về là một nô đọc gì đây, tầm 20 con đây, thì thật sự các bác là đây về hình thức bên ngoài này đấy, còn rất là đẹp nha các bác nhá, tay cần kiếc là còn đẹp, còn rất là đẹp luôn đấy, đủ hết cho các bác là 64 cần đấy. Để em đến cho các bác là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 là 62 cần cho các bác nhé. Dòng DBX mã model là 231 là 62 cần. Đấy, về cái dòng này thì rất nhiều các bác chơi rồi thì đã biết về cái chất lượng của nó và cái độ nâng tiếng của nó rồi. Nó hay đến mức độ nào thì em không cần phải giới thiệu quảng cáo nhiều, thì chủ yếu là cho các bác xem về hình thức bên ngoài và cũng như bên trong để xem cái linh kiện của nó có đúng như chất lượng. Con này thì nó là chạy nguồn xuyến nhé, cái nguồn xuyến này đây có chất lượng hay không. Đây em sẽ cho các bác xem linh kiện, chạy linh kiện đủ nha các bác nha. Đấy, 30 con IC nha các bác nha. Đâu 32 con IC, bây giờ em sẽ đếm IC cho các bác biết này. Đấy nhá, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16. 16 con IC một vế, 16 con IC một vế. Có nghĩa là 32 IC. Đấy, và linh kiện nó là linh kiện cắm nhé các bác nhá, chứ không phải là dòng linh kiện vỉ dán. Vỉ dán thì nó không có những cái con chở gốm này, không có những cái con chở gốm này nha các bác nhá. Còn cái dòng linh kiện cắm này ấy, thì thật sự các bác cái linh kiện các bác cứ nhìn phải rõ. Đấy, những cái dòng linh kiện chở gốm này nó rất là đắt tiền. Đấy, nó đắt tiền hơn rất là nhiều cái dòng linh kiện vỉ dán. Linh kiện vỉ dán thật sự các bác là cái linh kiện đấy ít người chơi lắm, rất ít người chơi. Đấy thì em cũng nói thật. Còn xác định là chơi cái dòng linh kiện cắm là linh kiện cắm có nghĩa là tất cả linh kiện nó nổi, nó to như cái hạt ngô, hạt nước này, đấy, to như này. Các bác chơi thôi, đấy là linh kiện chất lượng. Đấy, về cái phần đây. Đấy, tất cả đây, tem QC đây, mã đây. Đấy. Con này thì nó sản xuất cũng khá là lâu rồi, thì vừa giờ em đang nhìn là con này là nó sản xuất là đây à, đây là cái mã DBX nha. Các bác nhìn rõ nha. DBX này 1231 nè, mà 251 thì nó có mấy model luôn, nó có mấy model. Đấy. Và con này thì vừa giờ em nhìn cái linh kiện của nó, nó có ngày sản xuất. Ngày sản xuất thì bây giờ em tí em nhìn vừa để em nhìn nó ở cái chỗ nào rồi. Để em quay các bác. À đây. Linh kiện ngày sản xuất đây, đây nha các bác nhá. Ở đâu?
ghi ở kia. Đây ví dụ như qua bên này đây, qua bên này là nó sản xuất 2008 thôi nhé các bác nhé. 2008. Ngày 30 tháng 9 2008 nhé các bác nhé. Đấy. D231 đấy. Đây là cái số kiểu như là dập bắn máy tính này. Đấy, nó như là cái số máy tính này. Linh kiện này cực kỳ là chất lượng luôn nhé các bác nhé. Linh kiện rất là chất lượng. Tất cả mấy cái chân này của nó chân ra bằng đồng, tín hiệu ra bằng đồng. Nó có hai đường ra bằng giắc can lông, hai đường ra bằng giắc 6 ly. Đấy. Có nghĩa tổng là của nó 4 đường vào, 4 đường ra. Đấy. Chạy điện 220 đến 240V. Con này nó là 18W nhé các bác nhé, 18W. Đấy. Tem mã vạch. Đấy. DBX231V EU. Đấy. Máy hàng bãi xịn cho các bác, hàng chính hãng của DBX. Con này nó chạy là nguồn xuyến nha các bác nhá, nguồn xuyến. Nguồn của nó thì đây, em sẽ cho các bác xem cái nguồn xuyến này. Con này nó chạy nguồn xuyến của PV nha các bác nhá. Đấy, nguồn xuyến này rất là chất ấy luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy. Cái dòng nguồn xuyến này nó thì nó có hai loại đây, cái loại này thì nó không có cái hộp chắn chắn. Đấy, nó lại khác cái loại ở trên này của em. Cái loại trên này nó có hộp này. Đây thì em xem cái này không. Con này. Đây. Con này đây. Linh kiện này, con này cũng là nguồn này, nguồn xuyến này, thông số nguồn này, thông số nguồn đấy nha các bác nhé, thông số nguồn. Đấy. Thông số nguồn này. Con này thì nó lại có cái hộp mà trắng cái này, đấy. Còn cái hộp chắn hay là không hộp chắn thì cũng không quan trọng này. Các bác cứ đếm IC, con này là 32 IC nhá. Thì đây em sang tiếp tục em sẽ đếm cái con này cho các bác xem nó có chạy đủ IC bằng cái con bên kia không. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Con này cũng là 16 IC nha các bác nhá, 16 IC. Và tất cả linh kiện là đều là linh kiện cắm hết, linh kiện cắm. Đấy, linh kiện cắm nên là thật sự các bác dùng rất là yên tâm, ít khi bị lỗi vặn. Đấy, dòng này ít khi bị lỗi vặn, nó là nguồn xuyến thật sự các bác chơi yên tâm luôn, yên tâm tuyệt đối đấy. Không bao giờ sợ bị lỗi vặn. Đấy. Dòng nguồn xuyến này các bác thì chơi yên tâm rồi. Đấy. Và DBX thì nó là nguồn xuyến nó mới gọi là đúng là chất lượng. Đấy. Chứ còn nếu mà không phải nguồn xuyến thì thật sự các bác cái dòng nguồn xung ấy thì chơi cũng hay bị lỗi. Đấy, và linh kiện mà cái dòng linh kiện cắm ấy, thì các bác tốt hết là em khuyên các bác thật nên là đừng nên chơi làm gì cả linh kiện vỉ dán. Đấy, dòng linh kiện DBX Vinh linh kiện vỉ dán này nó là cái dòng đời mới bây giờ rồi, đời mới bây giờ. Và nói thật là cái đời mới bây giờ thì thật sự các bác em không nhập cái hàng nó về bán. Nói thật là lần trước em nhập được vài 1-2 con về nó lẫn, nhưng mà nghe chất âm chán lắm nên là thật sự các bác là em cũng chán, em chẳng muốn thèm nhập làm gì cả. Nói thật là rất là nhiều có rất nhiều nô, nhưng mà nó là vì dán nên không chơi. Cái dòng ấy chất đâm nó kém lắm. Thế nên là em chỉ có gọi là nhập những cái dòng linh kiện mà vì nó là vì cắm này, và IC là chạy 32 IC. Đấy, rất là gấu luôn. Đấy. Cực kỳ là gấu và đẹp nhá các bác nhá. Con này thì thật sự các bác là em đang bán với lại mức giá là 1.500.000, 1.500.000 bao cho các bác, gọi là bao giá toàn quốc luôn. Nói thật các bác mà để tìm được những cái con dòng DBX mà linh kiện mà cái dòng linh kiện vì cắm như này mà đủ chạy đủ IC thì thật sự các bác là rất là khó. Nhiều thì có, nhưng mà về cái mức giá
thì để mà cái mức giá, cái tầm tiền 1,5 triệu thì em cũng nghĩ là cũng rất ít người bán đấy, rất ít người có được và bán với cái mức giá đấy. Hầu như là toàn bán ở mức giá tầm độ 1,7 triệu đến 1,9 triệu thôi đấy, 1,7 triệu đến 1,9 triệu thôi. Nhưng mà hàng thì thật sự các bác ở đây hàng của em ấy về 10 con như cả 10 luôn đấy, 10 con như cả 10 đấy, hình thức rất là đẹp, hình thức rất là đẹp luôn. Có mỗi cái con này thì màu nó hơi khác một tí nhưng mà không vấn đề được cả, linh kiện như nhau hết đấy. Còn đấy, mỗi con này là màu nó hơi khác một tí này đấy. Đấy thì giá là 1,5 triệu thì em sẽ báo giá cho bác tại cửa hàng. Còn bác nào chuyển khoản cho em hết thì em sẽ bao ship đấy, chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn các bác nhận hàng, các bác thanh toán thì các bác chịu tiền ship đấy. Nên là về cái lọc này thì em về số lượng không có nhiều đâu, chỉ có 20 con thôi, nên là các bác cũng nhanh tay để sở hữu được cái một con lọc phù hợp và vừa cái túi tiền của mình đấy. Thì thôi thì sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh audio Minh Nguyễn. Thì các bác khi xem video các bác sẽ nhớ là đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video, những mặt hàng mới nhất ở bên em cập nhật về. Về bên em thì thật sự các bác rất là nhiều mặt hàng đa chủng loại cho các bác để các bác được lựa chọn đấy. Ví dụ như đẩy 4 kênh này, đẩy 2 kênh này, rất là nhiều luôn. Thật sự các bác là thỏa sức để cho các bác được lựa chọn cái con nào nó hợp với lại gia đình và cái túi tiền của các bác đấy, rất là nhiều luôn. Nói chung mặt hàng em còn nhiều loại phong phú, kể cả mic miếc cũng thế, chỉ hơn 1 triệu một bộ thôi đấy, mic tự ngắt đấy. Thì thôi thì các bác nào mà ở xa có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của em 0985 778 338, số Zalo là cũng vậy, và số Facebook là 0937 348 386. Bác nào ở gần thì sẽ qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, thì sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình để cho các bác được sở hữu một bộ dàn karaoke thật sự là hợp lý và phù hợp với lại túi tiền của các bác. Đấy thì thôi sau đây em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.